Đầu tiên hãy tự tin bật thật to, rõ ràng tiếng của cái video này lên. Vì nội dung video này tử tế lắm, không có sách đâu. Tử tế như âm thanh mà tai nghe One Audio F2 mang lại cho bạn vậy. One Audio F2, tai nghe đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, với chất âm chuẩn DJ, nhịp bass sống động. Không những thế, tai nghe lại còn đẹp, có họa tiết đĩa than làm điểm nhấn. Pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chất mà giá chỉ có 590k, hợp ví mọi nhà. Ai nhanh tay ấn vào bên dưới thì lời thêm hai cốc trà sữa. Mùa cuối cùng của series giáo dục giới tính đã lên sóng. Các nhân vật trong phim đã hoàn thiện được câu chuyện của họ, có những cái kết hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng có những câu chuyện kết thúc khiến người xem phát bực vì sự qua loa. Nhưng nhìn chung thì mùa 4 này dàn nhân vật trưởng thành rất nhiều, kiểu mặt họ già hơn, và các rắc rối họ gặp phải không chỉ xoay quanh tình dục nữa, mà còn là những vấn đề về tương lai gia đình. Và qua mùa 4, các nhân vật đã trưởng thành như thế nào? Otis từ một cậu nhóc nhút nhát không biết thẩm du, đến một bắc phoi tô xích giỏi đạo lý. Maeve từ một cô nàng nổi loạn kỳ quặc khó giao tiếp trở thành cô nàng vẫn kỳ quặc khó giao tiếp nhưng già hơn và mở lòng được. Eric chả khác gì mấy. Amy chả khác gì mấy. Jason phế hơn. Ruby má Otis. Jean mẹ của Otis từ một bà mẹ đơn thân bối rối với đứa con dậy thì trở thành bà mẹ đơn thân bối rối với đứa con dậy thì và một đứa con sơ sinh. Thật lòng mà nói, sự phát triển nhân vật phim này khá buồn cười, nhưng riêng sự phát triển của cặp cha con Michael Adam thì tôi phải nói là xuất sắc và đáng xem vờ lờ, vì đó là hành trình tìm hiểu bản thân, chữa lành những tổn thương và ngăn việc lặp lại những tổn thương với người khác. Đầu tiên với Adam, cậu cùng với Amy chính là hai nhân vật trong cảnh mở đầu đầy ấn tượng của giáo dục giới tính, cũng chính là hai nhân vật được yêu thích nhất trong toàn bộ series. Adam lúc đó đúng chuẩn một kẻ bắt nạt trong các bộ phim học đường, chấn lột, bạo hành bạn bè, học hành thì bê tha, đầu óc thì lơ nga lơ ngơ, toàn làm mấy trò trông hết sức đần độn, và dĩ nhiên là chẳng ai muốn lại gần, thậm chí lại còn tán tỉnh mẹ Otis trong lần đến nhà học nhóm. Cái sự nổi loạn đó là do áp lực đến từ người bố nghiêm khắc khó tính, aka thầy hiệu trưởng Michael. Adam phải chịu áp lực rất lớn từ bố. Bình thường thì cha mẹ đã mong con cái học giỏi chăm chỉ, đây Michael đường đường là một hiệu trưởng thì kỳ vọng đặt lên con trai sẽ cực kỳ cao, trong khi đó thì Adam lại học hành lẹt đà lẹt đẹt. Thế nên Michael dần bất mãn với mọi thứ cậu làm và cố gắng dạy cậu bằng sự đe dọa. Mẹ của Adam, Maureen thì thương con nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con trai. Áp lực nặng nề khiến Adam chui vào cái vỏ bọc của một kẻ bắt nạt để che giấu đi sự sợ hãi và cảm giác yếu kém. Cậu túm năm tụm bảy với một đám tôn cậu làm minh chủ, có ghệ sinh top trường và thường kiếm chuyện với Eric. Tại sao lại là Eric? Theo lý giải của tôi thì một phần là vì sự homophobic vô lý và mâu thuẫn trong Adam, một phần vì Eric có thể được coi là khác thường theo cách cậu ăn mặc, một phần vì Adam ghen tị với sự tự tin của Eric. Nhưng mà tôi chỉ là một thằng ngẫu nhiên trên mạng vừa đọc vài trang wiki về tâm lý học thôi mà, nên là cứ nêu ý kiến của bạn dưới phần comment đi, hoặc là tạo topic trong group phim này hay phết để mọi người cùng bàn luận. Sau cái lần chơi dại với thuốc cúc dịch rồi được Otis khuyên hãy làm chủ cuộc đời, Adam quyết định muốn thoát ra khỏi cái sự sợ hãi bản thân, nhưng cậu không biết cách đúng đắn để làm điều đó. Cậu hấp tấp và nông nổi và đi đến quyết định như khoe chim trước toàn trường, thuê Maeve làm bài đến mức đoạt cả giải, điều mà ai cũng nhận ra vì vốn Adam còn chẳng biết cuối câu phải đặt dấu chấm. Thế là một loạt hậu quả lần lượt kéo đến, bị Amy chia tay, tình cảm cha con ngày càng xa cách, Adam sau đó càng trở nên tự ti, và những người tự ti khi đứng trước người tự tin, ở đây là Eric, thì rất dễ bị thu hút. Sau lần làm tình với Eric, Adam chớm nhận ra bản thân là song tính. Quay lại thì Adam không dám công khai vì bố cậu là một người hà khắc và cổ hủ, mối quan hệ hai bố con ngày càng tệ hại. Ông tống luôn thằng con của mình đến trường quân đội, hy vọng rằng môi trường đó sẽ make a man out of him, làm cho thằng con mình thành một thằng đàn ông. Nhưng những gì mà cái trường đó mang đến cho Adam là sự cô đơn, bị bố lạnh lùng bỏ rơi này, xa gia đình và bạn bè này, xa tình cảm chớm nở với Eric này. Thế mà trong môi trường mới, cậu lại được những người bạn xa lạ giúp đỡ. Có thể đấy là lý do mà Adam bỏ được tính bắt nạt. Sau đó cậu bị hai người bạn hại đuổi học, nhưng Adam cũng im lặng chịu đựng vì lòng tốt. Cho đến khi đối diện với bố, Adam mới thực sự cảm thấy sợ hãi và cố gắng xin ở lại nhưng không được. Thế là lúc về nhà, cậu cố gắng để bản thân được công nhận, từ cố gắng giúp bố rửa xe đến tìm việc ở cửa hàng tạp hóa. Khoảng thời gian này mới thấy Adam thực sự rất cô đơn. Ở nhà thì sợ bố đến mức không dám nói chuyện với cả mẹ luôn. Bạn bè thì không có một ai thân thiết để Adam tìm đến. Còn Eric thì đang chạy theo tình yêu mới. Tất cả cảm xúc của Adam đều trút vào bãi phế liệu lúc nửa đêm. Cậu đập hết tất cả mọi thứ trừ đá cho đến sáng. Thế nên khi được Ola gọi là bạn, Adam lập tức ôm cô bạn nhấc bổng lên như một đứa trẻ. Thời điểm này là lúc Adam bối rối và tự ti nhất về bản thân. Adam thực sự thích Eric nhưng chỉ dám rủ cậu ra ngoài khi đêm đã xuống, bởi vì sợ người khác phát hiện ra điều đó. Mà chính bản thân Adam cũng chưa chấp nhận được việc thích con trai. Lúc này động lực cho cậu lại đến từ chính người mẹ Maureen, khi bà can đảm quyết định ly hôn với chồng vì không chịu được cái thói cổ hủ của ông và quyết định sống một cuộc sống tự do như mong muốn. Maureen đã cảnh tỉnh con trai bằng một câu nói: con phải để những người yêu thương con biết rằng con yêu họ.
But you have to let the people you love know that you love them. Nghe thì rất là hiển nhiên nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Adam lúc này mới gạt đi hết sự sợ hãi. Mặc dù cách thể hiện của Adam khi vượt qua nỗi sợ thì vẫn như vậy. Trước nỗi sợ về việc toàn trường bàn tán về cái của quý to vãi của mình thì vượt qua bằng cách vạch quần ra cho cả họ thấy. Giờ sợ mọi người biết mình thích con trai thì vượt qua bằng cách đứng trước sân khấu tỏ tình với Eric mà lại còn ngay trước mặt của bố. Ừ thì vụng về thật. Nhưng Adam cũng đã biết cách chấp nhận bản thân. Sau đấy Adam còn phải học cách sống với nó. Cơ sở để cậu khám phá điều đó chắc chắn là tình cảm với Eric. Eric là người giúp Adam nhận ra cách đối xử với những kẻ chế giễu. Đây là mặc kệ chúng, chứ lại không phải là dùng bạo lực. Hay như chuyện Adam muốn làm lên nào trong lúc làm tình vậy. Bài học lớn nhất chính là Eric đã giúp Adam nhận ra cậu có trái tim. Và nó được Adam viết lại trong bài thơ của mình, không chỉ kẹt lại ở giới tính. Hành trình của Adam còn là khám phá bản thân mình là ai. Trong khi những người bạn xung quanh đều biết mình đang làm gì hay điều gì mà mình làm giỏi, Adam vẫn chật vật để tìm được điều đó. Càng cố gắng học tập thì cậu càng thất vọng với bản thân. Nhưng nhờ gợi ý của giáo viên mà Adam nhận ra khả năng huấn luyện chó, cậu đã dám đăng ký vào một cuộc thi. Và lần đầu tiên cậu có thể thành công và tự hào về một điều gì đó. Giây phút thành công ấy, Adam cũng đã dám thổ lộ với mẹ. Và dường như cuộc sống này đã hoàn toàn chấp nhận cậu. Nhưng để mọi thứ hoàn hảo thì Adam cần một mảnh ghép cuối cùng, không phải là bà chị mà cậu thích ở phần 4. Thú thực là cái kết đấy khá là kỳ, vì sau 2 mùa rưỡi yêu Eric thì tôi quên sự là Adam thích cả con gái rồi. Mảnh ghép cuối cùng cho cuộc sống của cậu chính là ông bố Michael. Hành trình của ông bố Michael cũng có nhiều điểm tương đồng với Adam. Michael ban đầu hiện lên là một ông bố nghiêm khắc, cổ hủ, nhấn mạnh lại lần 3, 4 gì đấy là như thế, áp đặt định kiến về thành công lên con trai. Cơ mà hóa ra tuổi thơ của Michael cũng y hệt như vậy. Nếu Michael áp đặt lên Adam sự thành công về con đường học vấn, vì chính ông từng bị bố mình áp đặt về việc con trai phải khỏe mạnh, không được yếu đuối. Cả Adam và Michael đều không làm được điều mà bố họ muốn họ phải làm và liên tục bị phủ nhận bởi bố mình. Thế nên chỉ nói về phần tìm hiểu xem bản thân mình là ai, chính Michael và Adam lại giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai đều phải phá bỏ con người cũ để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, đều cực kỳ cô đơn trong môi trường mới, đều học cách giao tiếp với mọi người và đều tìm một cái gì đó để chữa lành tâm hồn. Adam thì tìm một thứ cậu làm giỏi, đấy là huấn luyện chó. Còn ông bố Michael thì tìm một thứ làm ông vui vẻ, đấy là nấu ăn. Đó là một hành trình rất tuyệt vời về mặt tâm lý. Hai nhân vật có ấn tượng đầu khó ưa nhất phim được bóc tách từng lớp nội tâm, dần hiểu được bản thân cũng có những tổn thương bên trong mình và cố hết sức để chữa lành nó. Nhưng Michael nói chung không được may mắn như con trai mình, cho đến khi bị vợ bỏ, bị mất việc, không còn chỗ ở, bị đẩy ngã một cú đau như vật, Michael mới gạt đi cái tôi của một người thành công và nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào. Lúc đấy ông mới biết mình cần phải làm gì, đó là cố hàn gắn gia đình và cắt đứt những mối quan hệ độc hại đi. Nhắc lại câu nói của Maureen, con phải để cho những người yêu thương con biết rằng con yêu họ. Thật ra cặp đôi Michael-Maureen là cặp đôi duy nhất yêu nhau từ đầu đến cuối phim, tính cả già lẫn trẻ. Michael yêu vợ, yêu con. Thậm chí Michael còn cảm thấy như đang ngoại tình khi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới trong lúc ly hôn. Nhưng đáng buồn là trong khi còn ở bên vợ con, những gì ông đem lại được chỉ là cảm giác kiểm soát, gò bó. Dân gian Việt Nam người ta gọi là gia trưởng. Chính vì thế mà Maureen mới quyết định ly hôn để tìm lại cảm giác tự do cho chính mình. Cơ mà chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai nhận ra tình cảm mình dành cho nhau. Nhưng mà lần này Maureen đã cứng rắn hơn, yêu cầu Michael phải chữa lành được mối quan hệ với con trai trước đã. Nói thế không có nghĩa là Michael phải làm hòa chỉ vì vợ yêu cầu. Người ta bảo yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những việc làm mà chúng ta tưởng như cực kỳ đáng ghét của Michael, như là đưa Adam đến trường quân đội hay là hỏi thăm tình hình công việc, triển vọng nghề nghiệp với con trai, đều là cách mà ông cố quan tâm đến con, nhưng lại vô tình lặp lại chính xác những gì mà ông bố đã làm với ông và khiến cho Adam tổn thương quá lớn. Ít ra thì Michael vẫn nhận ra và cố gắng bù đắp cho con mình. Ông ngay lập tức hỏi thăm khi không thấy con trai đi học ở trường mới, sang nhà cũ để nấu ăn cho vợ con, sẵn sàng xin lỗi khi lỡ làm Adam cảm thấy áp lực, dạy cho Adam cách lái xe. Thậm chí ông còn mò lên mạng để học cách trở thành người tử tế. Hẳn một người phải cô đơn và lạc lối đến mức độ nào thì mới đi tìm chỉ dẫn làm người tử tế ở trên mạng. Michael đã nói về khoảnh khắc gay của ông hồi bé, vừa để thể hiện sự chấp nhận giới tính của Adam, vừa để đánh dấu cho sự mở lòng chia sẻ của hai cha con. Phải nói là tôi vui vờ lờ khi cuối cùng để hai bố con thực sự làm hòa. Từ một ông thầy hiệu trưởng kiêm người chồng gia trưởng kiêm ông bố châu Á, Michael đã trở thành một con người mới hoàn toàn, chấm dứt những ảnh hưởng xấu và định kiến từ thế hệ trước. Ông là phụ huynh duy nhất trong series được khắc họa rõ rệt quá trình đón nhận và chia sẻ và trưởng thành cùng với con cái, và nó khiến cho bộ phim thực sự có giá trị với thế hệ trẻ. Và Sex Education nên ít Otis đi và nhiều Michael Adam lên. Và tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.